Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà ông Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng: mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Còn nhớ một nhà hoạt động bác ái xã hội rất nổi tiếng, Ozanam, khi còn trẻ đã kể lại một cái kinh nghiệm trong cuộc tiếp xúc của mình với một nhà bác học đại tài tên là Ampère. Một nhà bác học đã từng để lại biết bao nhiêu những thành quả về vật lý học và hóa học. Trong khi Ozanam gõ cửa thì trong nhà có tiếng mời vào. Nhà bác học sẵn sàng tiếp đón một chàng thanh niên, và chàng thanh niên Ozanam đã hỏi rằng: thưa thầy, con cảm thấy nơi nhà bác học đây như là một đèn soi cho con. Một vấn đề nào đó cần phải hỏi, nhà bác học Ampère sẵn sàng trả lời cho anh. Thế nhưng anh lại không hỏi gì về khoa học cả, mà chỉ xin tư vấn, cho con tư vấn một vấn đề về đức tin. Và với sự xúc cảm ngay lúc đó, nhà bác học nói rằng: tôi yếu lắm về môn đức tin, nhưng anh cần gì tôi có thể giúp được, tôi sẽ giúp. Thế là câu chuyện ấy đã nối tiếp nhau bằng những câu hỏi đáp. Nhưng một câu trả lời như một chiếc chìa khóa cho Ozanam để lấy đó làm tư liệu suốt cuộc đời mình. Đó là: người ta chỉ vĩ đại thực sự khi người ta biết cầu nguyện. Trong lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng phát hiện ra gia đình của Samuel cũng đã nhận ra được nơi thầy cả Heli có một kinh nghiệm về cầu nguyện, một kinh nghiệm về đời sống gắn kết với Chúa, cho nên mới trao gửi Samuel nhỏ bé vào trong đền thờ và được ở lại với thầy cả Heli. Và với kinh nghiệm mà thầy cả Heli chỉ cho Samuel, phải cầu nguyện, phải lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại tiếng Chúa: này con đây, mỗi lần Chúa gọi. Cái kinh nghiệm sống gắn bó với Chúa của thầy cả Heli truyền lại cho Samuel, để khiến cho Samuel trở nên một vị tiên tri của Chúa. Samuel đã đáp lại tiếng Chúa không phải chỉ bằng đêm hôm ấy, nhưng còn suốt cuộc đời làm ngôn sứ của mình cho Chúa trước toàn dân. Sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của việc đáp trả tiếng Chúa qua cầu nguyện, đó là một sức mạnh vĩ đại. Nơi tin mừng, chúng ta cũng cảm thấy hết sức ngỡ ngàng
khi năng lượng từ đâu mà Đức Giêsu đã hoạt động một cách vĩ đại như vậy. Tin mừng Thánh Marco đã thuật lại việc Chúa Giêsu giảng trong hội đường, sau đó chữa bệnh cho một người bị quỷ ám, sau đó thì lại tiếp tục xuống nhà của nhạc gia ông Phêrô và chữa bệnh cho bà ấy khỏi cơn sốt. Chiều đến, Đức Giêsu Kitô đứng trước một đoàn lũ những người đau ốm, bệnh tật, bị quỷ ám trước cửa nhà kín chật, và Ngài đã làm việc không biết mệt mỏi. Thắc mắc và ngỡ ngàng hết sức, năng lượng từ đâu, thì tiếp tục Thánh Marco thuật lại sáng hôm sau, sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu đã lên một nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha. Thì ra, sức mạnh của sự vĩ đại nơi con người Đức Giêsu chính là những phút giây cầu nguyện. Hôm nay, ngày thứ tư, chúng ta cũng nhớ đến Thánh Giuse, một con người trầm mặc trong cầu nguyện, cho nên năng lượng nơi Thánh Giuse tiếp nhận từ nơi Đức Giêsu đã trở nên một năng lượng vĩ đại cho Thánh Giuse hoàn tất được chương trình làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế, và Ngài vẫn tiếp tục ở bên giáo hội để bảo trợ cho giáo hội, bảo trợ cho những con người gặp khổ đau cậy trông nơi Chúa qua sức mạnh chuyển cầu của Thánh Giuse. Xin cho chúng ta hôm nay cũng đón đợi được sức mạnh từ nơi Chúa qua những phút giây ở bên Chúa, và được tiếp sức bởi cung cách cầu nguyện của những con người biết cầu nguyện, đặc biệt là mẫu gương sáng ngời của Đức Giêsu. Xin cho chúng ta cũng biết làm mọi việc và đạt những hiệu năng thực sự của công việc nhờ chúng ta biết cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta được vừa nghe Thánh Marco tường thuật lại hoạt động của Đức Giêsu, Đấng mà chúng ta long trọng, tôn thờ, mừng kính trong biến cố Giáng sinh vừa rồi. Hài nhi Giêsu bé bỏng đó giờ đây đã trở thành chàng thanh niên có vóc dáng oai phong, cũng như có một phong thái sống đặc biệt. Phong thái sống đó chính là sống thánh ý của Thiên Chúa Cha của mình, vuông tròn sứ mạng mà Cha đã ủy thác cho mình khi đi vào trần gian. Như chúng ta thấy đó, người thực hiện những điều mà không ai thực hiện được, đó là chữa lành bệnh tật đã đành rồi, nhưng mà xua trừ ma quỷ nữa. Không một con người nào trên trần gian có thể xua trừ được ma quỷ. Nếu trong cuộc sống nghe người này người kia gọi là trừ quỷ, thì những người trừ quỷ đích thực cũng là dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô. Còn có những người cho rằng mình có quyền bùa phép thế này thế khác, thì thật ra đó chẳng qua chỉ là một lối lừa đảo, như chúng ta cũng thường gặp thấy những câu chuyện, những kinh nghiệm ở trong đời thường. Đức Giêsu có quyền chữa lành bệnh tật cũng như trừ quỷ, thì do cái cốt lõi duy nhất đó là người là Thiên Chúa làm người đến để cứu độ muôn dân. Người có làm phép lạ chữa bệnh chăng cũng là để chứng tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa có quyền trên tất cả. Nhưng cái quan trọng là người không dừng lại để hưởng lấy những thành quả mà mình có được, mà luôn luôn ý thức mình sống cho ai, để biết phải làm điều gì. Cho nên Đức Giêsu lại bảo với các môn đệ: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận,
để ta cũng rao giảng ở đó. Rao giảng đây là rao giảng tin mừng. Và còn nói thêm, người xua trừ ma quỷ. Cái quan trọng không phải là việc chữa lành bệnh tật, bởi vì những chuyện đó con người với khả năng y học, với sự khôn ngoan, với sự thận trọng của mình cũng có thể phòng ngừa và chữa trị tới một mức độ nào đó. Nhưng cái chính là tội lỗi, là quyến rũ của ma quỷ, thì con người cần có ơn Chúa, cần có sự trợ lực của Thiên Chúa, cần có sự cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô thì mới có thể đạt được. Cho nên chúng ta cũng không lấy làm lạ gì khi mà ma quỷ tâng bốc người thì người ngăn cấm không cho chúng làm điều ấy. Bởi vì đối với Chúa Giêsu, ma quỷ luôn luôn là thuộc về cái thế giới xấu xa, và người là ánh sáng, không thể hòa nhập với bóng tối, không thể nương vào cái bóng tối để tìm lấy cái thanh danh, cái nổi tiếng cho mình, mà luôn luôn phải biết nương tựa vào tình thương quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên sau một ngày thành công trong công việc, Chúa Giêsu trở lại một mình với Chúa Cha để dâng lên Chúa Cha những việc mình đã làm, để bắt nhịp lòng thương mà Chúa Cha luôn tuôn trải trên mình, để rồi từ đó làm sống cái tâm nguyện lạy Cha: này đây con đến để làm theo ý Cha, như tiền lời Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta mới vừa đọc. Và chúng ta như vậy mời gọi hãy học theo gương Chúa Giêsu, để cũng như cậu bé Samuel ở trong câu chuyện sách Samuel, biết sẵn lòng nghe theo tiếng Chúa, lạy Chúa: này đây xin Chúa hãy nói, tôi tới Chúa đang lắng nghe. Lắng nghe để rồi thực hiện, chứ không phải lắng nghe để rồi tai nọ lọt tai kia cho qua loa, nhưng mà phải biết như Đức Giêsu luôn luôn lên đường tiến bộ trong những chiều kích mới, những hướng sống mới, để làm sao cuộc sống bản thân của mình được thăng tiến, được trọn lành, và tha nhân chung quanh cũng được hưởng niềm vui của tin mừng cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta khẩn cầu Thánh Giuse xin người bầu cử để cho chúng ta cũng được noi gương người, luôn luôn sống công chính thánh thiện, lắng nghe và thực hiện cách trọn vẹn những điều Chúa mách bảo cho mình. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể về một ngày sống của Chúa Giêsu, một ngày của Chúa tỏ ra cho chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa qua hành động và con người của Ngài. Chúng ta hãy ngắm nhìn một ngày hoạt động của Chúa Giêsu tại Capernaum. Ngài giảng dạy tại hội đường, chữa người bị thần ô uế ám, rồi đi đến nhà mẹ vợ của ông Simon chữa cho bà đang bị sốt nặng. Chiều đến lại chữa lành những người ốm đau, đủ mọi thứ bệnh tật và bị quỷ ám. Rồi sáng sớm thức dậy, Ngài đi ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Và Ngài còn đi đến các làng mạc chung quanh để tiếp tục rao giảng tin mừng, chữa lành các bệnh tật. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng không phải chỉ là giảng dạy suông, nhưng Chúa còn hành động để giải thoát con người khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi mọi nỗi đau khổ, và trên hết là những đau khổ do tội lỗi gây ra.
Trong ít phút suy niệm này, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và tìm hiểu cử chỉ của Chúa Giêsu. Chúa cầm lấy tay bà mẹ vợ ông Simon rồi đỡ bà dậy. Cử chỉ này thật giản dị, nhưng nó nói lên sự dịu dàng ân cần của Chúa dành cho bà. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu đầy quyền uy, một tình yêu chạm đến ai thì đem đến cho họ bình an và niềm vui sống. Bà mẹ vợ ông Simon được Chúa Giêsu chạm đến và đã đem lại cho bà sự chữa lành, niềm vui và sức sống. Khi được khỏi bệnh, mọi sự nơi bà như được sống lại. Dưới ánh sáng phục sinh, cử chỉ này mang một ý nghĩa biểu tượng cho chúng ta. Loài người chúng ta đã từng bị nằm liệt do cơn sốt là tội lỗi. Và nhờ phép rửa tội, Chúa Giêsu lại gần cầm lấy tay mà nâng đỡ dậy. Có nghĩa là Ngài đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, chữa lành và giúp họ trở thành những kẻ phục vụ Chúa và giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã làm cho việc được chữa lành và phục vụ đi đôi với nhau. Chúng ta hãy nghe Thánh Marco cho chúng ta biết, mẹ vợ ông Simon sau khi được Chúa Giêsu cầm lấy tay bà mà đỡ dậy thì cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Trong bối cảnh của sự đón tiếp Chúa Giêsu, phục vụ ở đây được hiểu theo một nghĩa đơn sơ, đó là bà đi chuẩn bị bữa ăn cho Chúa Giêsu và các môn đệ. Nhưng nó còn có thể được hiểu như Tin Mừng Thánh Marco cho chúng ta biết, đó là Chúa Giêsu đang nghĩ đến cái điều mà Ngài đã nói, con người đến không phải để người ta phục vụ nhưng là phục vụ. Phục vụ không chỉ lo việc bàn ăn, nhưng nếu cần còn hề tài ở việc hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Và đó là lý tưởng Đức Kitô đề nghị cho những ai đã được Ngài cho sống lại từ cõi chết do tội lỗi gây nên. Anh chị em thân mến, hình ảnh mẹ vợ của ông Simon được chữa lành cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta cũng giống như bà mẹ vợ ông Simon bị nằm liệt giường và lên cơn sốt vì những chất độc do tội lỗi gây nên. Nên chúng ta chẳng được vui sống cuộc sống đích thực. Nhưng với lòng yêu thương của Chúa, Chúa đã cầm tay chúng ta và đỡ cho chúng ta được trỗi dậy. Ngài cũng đưa tay ra để chữa lành tất cả bệnh tật, đau khổ nơi chúng ta và những kẻ tin được đem đến với Ngài. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu đụng chạm vào trái tim nhỏ bé của chúng ta còn vương vấn nhiều tội lỗi. Và ước chi Ngài cũng vào nhà tâm hồn của chúng ta và nâng chúng ta dậy để chúng ta không còn nằm bất động trong sự yếu đuối, mất sức lực trong sự dữ, trong ương hèn của tội lỗi. Nhưng nhờ Ngài chúng ta đứng lên và phục vụ người, là bước theo người, là phục vụ những kẻ hèn mọn
cũng chính là phục vụ Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta là những người đã được Chúa chữa lành. Nhưng để biết mình được lành mạnh ra sao là nhờ vào những việc phục vụ mà chúng ta đang làm. Những công việc phục vụ hữu hiệu luôn luôn đòi sự quan tâm và chia sẻ. Và khi chúng ta sống đúng với tinh thần phục vụ vô vì lợi thì lúc đó tâm hồn chúng ta được chữa lành và đến ngày sau hết chúng ta được nâng dậy để phục sinh cùng với Chúa Kitô. Và trong thánh lễ này, xin mình và máu thánh Chúa Giêsu chữa lành tâm hồn chúng ta khỏi những cảm xúc của ích kỷ, của sự lười biếng và những ngồi lành trong đời sống đạo của chúng ta. Và chúng ta cũng xin Ngài nâng đỡ chúng ta dậy cho chúng ta được sống lại để phục vụ Ngài. Amen. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chủ đề lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta biết khám phá lắng nghe tiếng Chúa từ trong cuộc sống. Bởi vì có khi Chúa nói ngay bên cạnh mình, nhưng nhiều khi mình không nghe được, và cũng có khi nghe được nhưng lại không hiểu được. Đó là trường hợp của cậu bé Samuel trong bài đọc 1. Cậu bé Samuel đã trải qua nhiều bước để có thể khám phá ra tiếng Chúa nói và để đáp lại. Cậu vốn là người có thái độ sẵn sàng lắng nghe. Cậu tưởng là thầy Eli gọi mình nên 3 lần thức dậy và chạy đến với thầy của mình. Nhưng sau cùng thì thầy đã chỉ cho Samuel biết đó là tiếng Chúa gọi và chỉ cho cậu cách để đáp lại. Nhiều khi tiếng Chúa gọi ngay trong cuộc sống hàng ngày và từ những người rất bình thường, những người quen biết, có khi không mẫu mực lắm mà mỗi ngày chúng ta vẫn thường gặp. Như thế, cần phải có thái độ sẵn sàng để khám phá, để lắng nghe tiếng Chúa. Để rồi khi lắng nghe được lời Chúa và khám phá được ý định của tin Chúa, lời mời gọi của tin Chúa, thì con người sẽ biết phải hành động và cần dấn thân như thế nào. Khi đó, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta ra khỏi nơi mình ở, ra khỏi những thói quen, ra khỏi những sự bám víu của cuộc sống mình để dấn bước đến một ý định sâu xa hơn, một ý nghĩa sâu hơn mà tin Chúa muốn dành cho cuộc đời mỗi chúng ta. Trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon và rất nhiều bệnh nhân khác, đến nỗi người ta tin Chúa Giêsu và tuôn đến với người đông vô kể. Thế nhưng ngay sau đó, người lại bảo là phải đi khỏi nơi đó để đến những nơi khác, phải ra khỏi việc chữa lành bệnh đó và đem tin mừng đến cho nhiều nơi khác. Vì thầy ra đi cốt là để làm những việc đó. Kính thưa cộng đoàn, như thế, từ ý nghĩa bài đọc 1 đến ý nghĩa bài tin mừng, chúng ta nhận ra điều này. Khám phá ra tiếng Chúa ngay trong những con người, những sự kiện cụ thể mỗi ngày, sự quen thuộc thường ngày, đó là điều rất cần thiết. Nhưng cũng có khi phải từ bỏ những ràng buộc của thói quen, của sở thích, của sự an toàn, của những công việc hàng ngày để khám phá sâu xa hơn, đi xa hơn
cho những điều cao cả hơn, vĩ đại hơn mà Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi chúng ta. Để rồi tin vào Thiên Chúa cũng có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa biết rất rõ những gì tốt nhất cho cuộc đời chúng ta. Và tin vào Thiên Chúa cũng có nghĩa là chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa tạo dựng mỗi chúng ta cho một kế hoạch vĩ đại của Ngài. Và Ngài muốn mỗi chúng ta trở nên vĩ đại, chứ không phải là những người tầm thường hoặc quanh quẩn ở những thứ tầm thường, vượt xa những điều bình thường để chúng ta trở thành vĩ đại. Đó là điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta khám phá mỗi ngày. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong trình thuật về một ngày của Chúa Giêsu tại Capharnaum. Buổi sáng sau khi đã cầu nguyện và nghe đọc sách thánh tại hội đường, Chúa Giêsu liền đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, con Gia-cô-bê và Gioan đi cùng. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Chỉ là một cơn sốt, nhưng do bởi lòng tin vào tình yêu và quyền năng của Thầy mình, họ đã nói với Chúa Giêsu về căn bệnh của bà, mong người chữa lành. Và Chúa Giêsu đã đáp ứng đòi hỏi đó bằng hành động. Người lại gần cầm tay bà mà đỡ dậy. Đây là cử chỉ mà Chúa Giêsu thường làm khi Ngài cho kẻ chết sống lại, như là muốn truyền sức sống cho người sắp chết. Và đây cũng là một hành động bày tỏ quy quyền của Thiên Chúa đối với thể xác con người. Cử chỉ của Chúa Giêsu cầm tay mà đỡ dậy đã đưa tới hiệu quả tức khắc. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Cơn sốt dứt như là một lời đáp trả về quyền năng của Thiên Chúa đã chiến thắng trên sự chết và bệnh tật. Còn việc bà mẹ vợ của Phêrô phục vụ như là một lời tạ ơn mà con người cần phải có khi nhận ra tình yêu quyền năng của Thiên Chúa. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đưa những kẻ ốm đau và những người bị quỷ ám đến cho Chúa Giêsu và Ngài đã chữa lành cho họ. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi cầu nguyện ở một nơi thanh vắng, rồi lại tiếp tục lên đường đi rao giảng và phục vụ những người đau ốm bệnh tật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, mặc dầu bận rộn với biết bao công việc trong ngày, Chúa Giêsu đã không bỏ qua việc cầu nguyện. Tin mừng rất nhiều lần nhắc đến Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Đó là giây phút gặp gỡ thân tình với Chúa Cha mà Chúa Giêsu không bao giờ bỏ. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu dành thời giờ để tiếp xúc, đối thoại, chiêm ngưỡng Thiên Chúa như Ngài đang hiện diện ở trước mặt ta. Muốn đạt tới việc cầu nguyện như thế, chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Thiên Chúa như là một người con đối với người cha của mình. Mẹ Teresa Calcutta đã nói, cầu nguyện là việc tiếp xúc với Thiên Chúa. Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng việc cầu nguyện. Hãy đến với Thiên Chúa như là người con đến với cha của mình.
Sáng hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có những giờ phút thuận lợi để bắt đầu một ngày sống tốt đẹp bằng việc cầu nguyện, bằng việc tham dự thánh lễ sốt sắng. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện hàng ngày. Nhờ đó, chúng ta có thể chu toàn thánh ý của Chúa và phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn. Xin Chúa chúc lành và ban ơn bình an cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi chữa lành những người đau ốm tật nguyền và trừ quỷ tại nhà ông Simon Phêrô, thì Chúa Giêsu đã bỏ đi. Và khi Ngài bỏ đi thì người ta dấn dác đi tìm Chúa, bởi vì vẫn còn đó rất nhiều những kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền khác muốn được Chúa Giêsu chữa, và họ đi tìm. Nhưng Chúa đã nói rằng Thầy còn phải rao giảng cho những nơi khác nữa, và Thầy ra đi cốt để làm việc đó. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa Giêsu không tiếp tục để chữa những con người đau khổ đang tìm đến với Chúa, mà Chúa lại nhẫn tâm bỏ đi. Vấn đề ở đây đó chính là cái sứ vụ của Chúa Giêsu có bao hàm việc trừ quỷ và chữa bệnh, nhưng đó chỉ là một phần trong sứ vụ của Chúa Giêsu mà thôi. Chữa bệnh và trừ quỷ không phải là điều cốt yếu trong sứ vụ của Chúa. Điều cốt yếu trong sứ vụ của Chúa đó chính là rao giảng tin mừng. Cho nên Chúa đã bỏ đi đến thành khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, điều cốt yếu của Chúa ở đây là rao giảng tin mừng, là đem đến sự chữa lành toàn diện cả hồn lẫn xác, là giải thoát con người ra khỏi tội lỗi để đem lại cho họ sự tự do của con cái Chúa, chứ không chỉ là chữa những bệnh tật thể lý nào đó. Khi đề cập đến những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin Công giáo tại Việt Nam, thì cha Nguyễn Trọng Viễn đã chỉ ra một trong số những căn bệnh của người tín hữu Việt Nam, đó chính là đạo thực dụng. Đạo thực dụng là gì? Đạo thực dụng đó là chúng ta xem Chúa giống như một ông bác sĩ để chữa bách bệnh thể lý cho chúng ta, đau tim, đau đầu, đau chân, miễn Chúa chữa lành cho chúng ta là chúng ta tin Chúa. Và cái não trạng thực dụng này rất nguy hiểm trong đời sống đức tin, như chúng ta có thể thấy sự lạm dụng và lan tràn trong những năm vừa qua tại Việt Nam. Hẳn nhiên Chúa không cấm chúng ta kêu xin Chúa chữa lành khi chúng ta mắc những căn bệnh thể lý. Trong tư cách là con, chúng ta hoàn toàn có thể xin Chúa để chữa lành chính mình, nhưng đừng bắt ép Chúa chỉ là một ông bác sĩ y khoa để giúp cho mình hết căn bệnh này, hết căn bệnh khác. Sứ mà vụ của Chúa lớn hơn rất nhiều so với việc chữa bệnh thể lý. Ngài đem đến cho con người điều còn tuyệt vời hơn nữa, đó là sự chữa lành toàn diện cả hồn lẫn xác. Đó là ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta được giải thoát khỏi những tội lỗi để chúng ta được bình an. Mỗi ngày Chúa không ngừng chữa lành chúng ta qua hy tế thánh thể, lát nữa đây sẽ được cử hành trên bàn thờ, bằng cách Chúa ban chính thần dược là thịt và máu của Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta ý thức sức mạnh chữa lành của Chúa nơi chính bàn tiệc thánh thể mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ. Anh chị em thân mến, chúng ta đang nghe đây đó lời của một bài hát Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lời đấy mượt mà và đầy triết lý nhân sinh. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Thật vậy, trong một xã hội ngày càng giàu có, tiện nghi sang trọng, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, điện đường trường trạm được mọi người quan tâm. Tuy nhiên, về tinh thần liên đới, về trách nhiệm, về đạo đức, về lòng tốt thì e rằng đang xuống cấp hơn bao giờ hết. Những chuyện vô lương tâm, tàn nhẫn, bất nghĩa, bất trung diễn ra nhan nhản đến mức báo động. Lại có những chuyện tưởng chừng như trong tiểu thuyết ngày xưa thì giờ đây lại xảy ra như cơm bữa trong đời sống hàng ngày. Lời Chúa hôm nay kể với chúng ta, Chúa Giêsu đã thể hiện tấm lòng cứu độ của Ngài và Ngài mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần yêu thương liên đới đó với nhau. Ngài đến nhà ông Simon chữa người mẹ vợ của ông. Rồi người ta đưa đến với Ngài đằng trước nhà đầy người, từ người bị quỷ ám đến người bệnh hoạn tật nguyền. Ngài chữa cho đến khuya, rồi sáng sớm người ta vẫn còn để đi tìm Ngài. Anh chị em thân mến, noi gương Chúa Giêsu từ ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau, người ta sống cần có một tấm lòng. Người ta cần phải sống tốt với nhau, sống tử tế với nhau, kể cả từ những người trong một gia đình, phải có tấm lòng với người khác. Nếu ta không có tấm lòng thì ta không thể tồn tại trong cuộc sống này bên cạnh người khác được. Con người từ khi sinh ra đã được Thiên Chúa ban tặng một trái tim biết yêu thương, sự bao dung vị tha hay những phẩm chất đạo đức tuyệt vời. Lớn lên, trải qua sự nhào nặn của xã hội, họ đã bị mất dần đi những điều tốt đẹp ấy. Viên ngọc trong tâm của chúng ta đã bị bụi phạm trần che mất đi. Ngày chúng ta xưng tội lần đầu, những lần chúng ta đi đến nhà thờ từ tấm bé, những hình ảnh chân thành, những trái tim đơn sơ đấy, hình như cho đến bây giờ khi lớn lên, người ta bị đóng băng và người ta như vô cảm, người ta thờ ơ lạnh lùng với người khác. Con người bây giờ chỉ biết bon chen chà đạp lên nhau để mà sống. Người Kitô hữu được mời gọi để sáng lên cái tâm Kitô của mình, như Chúa Giêsu, chúng ta biết giang tay để đón nhận và giúp đỡ người khác. Khi đau khổ hay thất bại, chúng ta cảm thấy mình cô đơn trống vắng, nhưng có Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình sống giữa niềm vui khi chúng ta biết phục vụ và chia sẻ. Bà mẹ vợ ông Phêrô hôm nay được Chúa chữa lành, bà đã trỗi dậy để đi phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúng ta đang nhìn thấy trong cuộc sống có những người được ơn lành giữa cộng đoàn, có những người nhận ra hồng ân Kitô của mình, đã tham gia, đã phục vụ, đã chia sẻ, đã dâng hiến. Và chúng ta rất cảm phục, đi theo Chúa Giêsu có những người phụ nữ tốt. Hôm nay một người phụ nữ tốt nhắc cho chúng ta trong cuộc đời chúng ta cũng gặp nhiều người phụ nữ tốt trong lòng giáo xứ, nơi cộng đoàn, giữa xã hội. Cần phải nghĩ đến người khác, cần phải sống tử tế. Đó là trái tim của Chúa Giêsu, trái tim của chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bài tin mừng Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, chúng ta nhìn thấy nơi Chúa Giêsu là một con người có hai đặc điểm, đó là phục vụ và cầu nguyện. Thế thì Chúa Giêsu là một con người phục vụ, Ngài phục vụ như thế nào? Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy, Ngài đến trần gian này
là để phục vụ con người chúng ta. Như có lần Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Thế thì Đức Giêsu ngài phục vụ con người chúng ta qua việc chữa lành các bệnh tật cho dân chúng, rồi xua trừ ma quỷ. Chúng ta thấy sự phục vụ của Đức Giêsu một hình ảnh rất đẹp khi ngài chữa cho bà nhạc gia của ông Simon khỏi bệnh cảm sốt. Thì Thánh Marco ghi lại rằng Đức Giêsu ngài tiến lại gần bà, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi phục vụ các ngài. Hình ảnh đôi bàn tay của Đức Giêsu, chúng ta thấy đôi bàn tay của một vị Thiên Chúa cầm lấy đôi bàn tay của con người và nâng con người chúng ta trỗi dậy. Cảm sốt không phải là một bệnh gì quá nghiêm trọng, nhưng nó cũng đủ làm cho con người chúng ta không thể hoạt động một cách bình thường, làm việc một cách bình thường được. Nó ngăn cản con người chúng ta sống và phục vụ. Cho nên khi Đức Giêsu ngài cầm lấy tay bà và nâng bà trỗi dậy, thì chúng ta có thể hình dung ra được rằng con người chúng ta cũng bị sa ngã do tội lỗi. Chúng ta bị tê liệt, chúng ta không làm được điều gì khác. Và bây giờ bàn tay của Thiên Chúa đụng chạm đến chúng ta, tha thứ cho chúng ta và nâng chúng ta trỗi dậy. Khi đó chúng ta được Thiên Chúa tha thứ và chúng ta mới có thể sống và phục vụ người khác theo như ý của Thiên Chúa muốn. Rồi dân chúng nghe biết Đức Giêsu thì họ đưa những bệnh nhân với những chứng bệnh khác nhau đến để gặp Đức Giêsu, và ngài cũng phục vụ họ qua việc chữa lành cho họ rồi xua trừ ma quỷ. Nơi Đức Giêsu chúng ta nhận ra ngài không chỉ là một con người của sự phục vụ, nhưng chúng ta còn nhận ra được nơi ngài là một con người của sự cầu nguyện. Thánh Marco thuật lại sau một ngày làm việc vất vả như thế mà sáng tinh sương của ngày hôm sau, người đã trỗi dậy và đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cầu nguyện là đến gặp gỡ Thiên Chúa, sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa, để lắng nghe lời của Thiên Chúa và kín múc nguồn sức mạnh từ Thiên Chúa. Đức Giêsu dạy cho chúng ta bài học đó. Chúng ta phục vụ nhưng chúng ta không quên cầu nguyện. Nếu như chúng ta chỉ biết phục vụ mà chúng ta không biết cầu nguyện, thì có khi sự phục vụ của chúng ta chỉ làm để tôn vinh mình, làm cho người khác biết đến mình, chứ không phải để làm sáng danh Chúa. Cho nên khi chúng ta phục vụ, đòi chúng ta phải có một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Để qua việc cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta, ngài muốn chúng ta làm gì, và chúng ta thực thi theo đúng ý của Thiên Chúa. Như trong cái lời đáp của đáp ca mà chúng ta vừa đọc, lạy Chúa này tôi đến để thực thi ý Chúa. Đức Giêsu ngài đến trần gian này, ngài phục vụ con người chúng ta không phải là để làm vinh danh ngài, nhưng là để thực thi ý của Chúa Cha và để làm sáng danh Chúa Cha, để cho mọi người nhận biết Chúa Cha. Cuộc đời của chúng ta phục vụ cũng phải như vậy. Phục vụ là để làm sáng danh Chúa, để cho mọi người nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu. Thưa quý ông bà, anh chị em, đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta hiểu
và cảm nhận rằng Chúa Giêsu là con người hiệp thông. Trước hết là Chúa Giêsu hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Thánh Marco trình bày là sáng sớm tinh mơ, Chúa Giêsu ra khỏi nhà đến nơi thanh vắng cầu nguyện. Như vậy rõ ràng là Chúa Giêsu khởi đầu một ngày sống mới bằng việc tìm nơi thanh vắng để kết hợp với Chúa Cha, đồng thời xin Chúa Cha những chỉ dẫn cho một ngày sống và hoạt động sứ mụ cứu thế. Và cả cuộc đời Chúa Giêsu hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, bởi vì Ngài vâng lời Chúa Cha nên xuống thế làm người. Cả cuộc đời của Ngài không chỉ hiệp thông trong ý hướng mà hiệp thông cả trong hành động, bởi vì kenosis, từ bỏ và hủy bỏ, chính là con đường Ngài đã chọn. Lương thực của Thầy là làm theo ý đứng đã sai Thầy. Của lễ vâng lời và hy sinh trọn vẹn của Chúa Giêsu là dấu chứng Ngài hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Vì thế ngay cả trước khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao trọn thân xác và linh hồn của Ngài cho Chúa Cha: con phó linh hồn con trong tay Cha. Khi Chúa Giêsu hiệp thông với Chúa Cha trọn vẹn thì đồng thời Ngài cũng hiệp thông hoàn toàn với con người. Vì tình yêu và sự vâng phục, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để mặc lấy xác phàm, trở nên giống anh chị em chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Và khi chiêm ngắm bài tin mừng ngày hôm nay, cảnh tượng Chúa Giêsu tiến lại gần, cầm lấy tay và nâng bà da của Thánh Simon trỗi dậy, điều đó cho thấy rằng Chúa Giêsu đã đến và đồng phận với con người. Ngài cũng buồn vui, cũng chịu áp lực, cũng chịu thử thách, cũng chịu bách hại và chịu chết, để rồi Ngài chung chia phận người. Và cụ thể là Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật của con người. Và Chúa Giêsu đã làm cho bà da của Thánh Phêrô được phục hồi để trở lại tiếp tục công việc phục vụ các ngài. Và cảnh tượng Thánh Marco diễn tả là chiều đến, rất đông những người quy tụ trước cửa nhà của Thánh Phêrô và Andre, và không biết nói có ngoa ngữ không là cả thành ở trước nhà. Nghĩa là rất đông, đủ mọi hàng người, bệnh tật có, quỷ ám có, Chúa Giêsu đều chữa lành. Như vậy rõ ràng là Chúa Giêsu cũng là một con người hiệp thông trọn vẹn với con người, không phải hiệp thông trên bình diện ý chí và ý hướng, mà hiệp thông trên bình diện hành động, nghĩa là Ngài phục vụ con người với một trái tim của Thiên Chúa yêu thương. Và trong sách Samuel chúng ta thấy Samuel cũng là một con người được diễn tả là một con người hiệp thông với Thiên Chúa trọn vẹn. Sách Thánh đã nói rằng Ngài không để rơi mất một lời nào của Chúa. Này con xin đến và xin hãy xin phán, vì hãy con đã lắng tai nghe. Nghĩa là Samuel đã đón nhận thánh ý của Chúa và đón nhận trọn vẹn đến nỗi mà không để rơi mất một lời nào của Chúa. Và chính vì vậy Ngài được mệnh danh là một vị tiên tri trung thực trong lời nói và trong hành động. Thưa anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi sống hiệp thông với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Nếu mỗi ngày khởi đầu sống cuộc sống mới, chúng ta bắt đầu bằng việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ để kín múc sức mạnh cho một ngày sống mới, và xin những hướng dẫn thiêng liêng để một ngày sống theo ý Chúa thì thật quá tuyệt vời theo mẫu gương Chúa Giêsu. Và để có thể sống hiệp thông với anh chị em, chúng ta cũng cần sức mạnh thôi chưa đủ, mà cần tinh thần phục vụ và hiến thân. Chúng ta xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse cho mỗi người chúng ta hiệp thông trọn vẹn với Chúa và hiệp thông hoàn toàn với anh chị em qua việc hiến thân phục vụ anh chị em, những người đang cần đến sự giúp đỡ, chia sẻ, nâng đỡ và yêu thương của chúng ta.